Xin chào các bạn, hôm nay VidaShop xin giới thiệu tới tất cả các bạn một dòng sản phẩm đầu Hemedia V5G. Và đây là bên ngoài của đầu Hemedia V5G với hình ảnh là 4K. Chúng ta có thể là xem phim, truyền hình hoặc là nghe nhạc. Và đây là bên ngoài của đầu Hemedia V5G. Và bây giờ mình sẽ mở hộp V5G ra và những phụ kiện đi theo kèm của đầu V5. Và đây là đầu Hemedia V5G. Đây là mặt trước của đầu Hemedia. Đây là nút power và đây là đèn hiển thị LED. Còn bên hông là cổng USB, đằng sau là anten để bắt sóng wifi. Còn đây là cổng optical, còn đây là cổng hình tiếng, đây là cổng HDMI chúng ta có thể kết nối lên TV. Và đây là cổng nguồn của nó, đây là sàn nguồn 12V. Đây cũng có cổng USB 3.0 và USB 2.0. Và những phụ kiện đi theo kèm của đầu Hemedia V5G gồm có cục nguồn 12V 2000mAh remote. Và đây là cổng HDMI và đây là phiếu hướng dẫn sử dụng kết nối của đầu V5G. Đầu Hemedia V5G này chúng ta có thể là kết nối xem TV, truyền hình online hoặc là game show hoặc là YouTube. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích đầu Hemedia V5 này thì các bạn hãy đến vidashop.vn, chúng ta cùng trải nghiệm và thưởng thức đầu V5G này nhé.